Này, em lên kênh cho bác nha. Con Scott này. Con Scott này em nhớ là 2-3 năm về trước nó toàn 10, mười mấy triệu. Con Scott này. Con Scott này này. Đây là con Scott Citadel 255, 255S. Không nghĩ rằng những ngày xưa, cách đây còn độ 3-4 năm, 2-3 năm về trước, những con Scott đẹp như thế này nó toàn chục, mười mấy cục. Con này thì đẹp mỹ mãn cho bác rồi. Mặt trước đây đẹp không tì vết luôn. Bây giờ Scott con này có chỉnh bát chét đây ạ. Bát chét luôn tại đây bác nhé. Bát chét này luôn, 35 cân loa đây rồi. Volume to nhỏ đây. Đây là cổng phono 1, phono 2 và AUX. Phía sau của em nó đây ạ. Con này nó có chế độ chạy điện, bác nhìn nhé. Đang gạt điện đây là mũi tên là 220 này, 240 này, 100 này, gạt đây này. Nó có các cầu điện gạt. Con này có hai cầu này, hai cầu loa nhé. Hai cầu loa, ok chưa? Với dòng Scott này thì rất là ít. Mô đen này ít lắm, không có nhiều đâu. Riêng mô đen này đấy. Các chân đấu rắc 6 chân này. Đây là cổng đấu đất này. Nghe chưa? Scott mô đen là 255S. Đây, bác nhìn này. Họ thiết kế với lại 4 con sò than. Để em nhìn xem nó là sò gì đây. Không nhìn kỹ lắm, không thấy kỹ lắm ạ. 4 sò than. À chết, 4 sò sắt chứ bác. Đây là 4 con sò sắt nhé, không phải sò than bác nhé. Sò sắt luôn. Dòng này sò sắt thì có đỉnh rồi. Bụi lông còn nguyên này. Chưa lâu. Mời các bác vào cái bản em mở khui hàng cho bác xem luôn. Các bác nhìn đây. Bác nhìn cái ông tướng nhà em. Ông tướng nhà em chỉ muốn mở đây. Đây. Em mở. Mở ruột gan cho bác xem nhé. Đây, mở ruột gan cho bác xem nhé. Ôi. Nó nhiều. Đây để như muốn mở. Đấy. Con này là dẹt thôi nhé. Rồi, nó cái này nữa. Ok chưa? Ốc dẹt. Đây. Ôi trời trời. Mở ra thì chỉ nhìn thấy nắp đáy và nhìn thấy hai con tụ. Hai con tụ lọc này. Bạn nhìn mắt nắp đáy đẹp chưa? Nắp đáy đây. Hai con tụ lọc. Vẫn chưa nhìn thấy lõi ruột gan. Đi thì em xem là mở ra kiểu gì nữa nhé. Thì em xem em mở mở. Để xem mở kiểu gì mới nhìn được nữa bác nhé. Để chút xem nào. Đây chỉ nhìn thấy đáy thôi. Dưới đáy rất đẹp này. Dây này, dây nguồn đẹp chưa? Zin hết, gần như mới luôn. Con này gần như mới luôn bác. Thì em nhìn xem là con này tháo hồi gỗ kiểu gì đây. Ai chà chà. Các bác ơi. Cũng không đơn giản, không đơn giản tí nào. À đây, cái nắp của nó. Để em thử hai con ốc lên đi nhá. Nắp đậy phía sau, con này chắc là rút. Đợi chút. Nốt vào cái vít đấy nữa xem nào. Cho các bác xem lòng phèo hẳn, dễ. À đây, rút đây, rút đây, rút đây bác ơi. Nó hơi chặt. Đấy. Ok. Đấy, rút theo bác ạ. Rút theo màng gỗ. Ok chưa? Nào, cho bác nhìn xem xứng đáng đồng tiền chưa? Em nhấc máy ra em quay cho bác nhìn xem thích. Nhấc máy quay cho bác nhìn thích này. Còn zin đét luôn. Con biến thế này rất là lạ luôn nhé.
Này, em nhìn con biến thế nó đọng hết cái này. Em đoán là những cái này là cái mạ mạ cánh kiến hay mạ gì, khi nóng ra là nó sẽ bị dồn lại. Được chưa? Này. Còn nguyên luôn, để em soi nào. Nhìn này. 26TP74. Như con ốc này được phủ cánh kiến kín luôn. Scot ấy, scot. Được chưa? Đây sò đây, 1 2 3 4 con sò. 4 con sò đấy. Một con tụ, hai con tụ, ba con tụ luôn. Nhìn linh kiện nó đây, bác nhìn linh kiện nó đây. Đấy, con sờ cốt cho bác đây. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn bác ạ. Con này rất thông minh nhá. Họ làm tản nhiệt trên cái thanh nhôm này luôn. Chính thanh nhôm này tản nhiệt tất cả toàn thân luôn. Họ làm tản nhiệt toàn thân trên này luôn bác ạ. Tất cả đây, bìa nhôm hết. Và đây, nắp này, nắp trên này cũng đây này. Nhìn ở ngoài thì họ sơn đen nhúng, nhưng mặt trong là bằng nhôm bác nhá. Nhôm hết. Tất cả đây nhôm hết. Vậy là họ tản nhiệt toàn thân bằng nhôm này rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Còn zin hết bác nhá. Con này còn zin hết luôn. Con sờ cốt này còn zin luôn. Xem nào, em xoay hẳn lại cho bác nhìn. Nghiêng cho bác nhìn luôn này. Zin đét luôn bác ạ. Còn zin tất luôn. Đấy, bác nhìn chưa? Nhìn chưa? Đẹp chưa? Đẹp, phải nói là đẹp như mới luôn cũng được. Chứ không biết nói câu gì nữa, chỉ biết nói câu là đẹp như mới thôi. Đấy. Em cũng có bác bóc ra luôn cho nó dễ. Chưa, các cổng phía sau này. Bác nhìn nhá, con này có cổng làm pre này, có cái rè này. Có cổng làm pre này, cổng rè luôn nhá. Ok chưa? Cổng AUX1, AUX2, tuner, phono. Có nghĩa là cắm được cả đầu đồ cối, đĩa than có hết. Hai cổng loa, hai cầu loa này, cầu 1 và cầu 2 luôn. Chưa? Đấy, bác nào có loa của loa Mỹ đây, loa cổ hoặc một số dòng loa Mỹ, Scot đây. Phải có nhiều nhiều con loa cần Scot lắm bác ơi. Bác nào đang cần Scot thì liên hệ với em nhé. Mặt trước thì quá đẹp rồi. Này, đẹp lung linh. Đẹp lung linh luôn, không biết nói gì cả. Chỉ biết nói là đẹp lung linh thôi. Con Scot này. 255S. Hồi gỗ đẹp xuất sắc. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bạn.